Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5 ngày 30 tháng 11 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 0, 1. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3195, 9714, 1737. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8319. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80828, 89750, 04965, 36265, 97086, 66145, 72587. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07307, 19087. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 36566. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 12551. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 627606. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 627606.